Mời vận động viên Trương Văn Hải, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, góc phải đỏ tượng đài. Mời vận động viên Ngô Đức Mạnh, đơn vị Công an Nhân dân, góc phải xanh tượng đài. Các giám định chú ý, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Trọng tài cho điểm trên đài. Góc phải đỏ 2 điểm, góc phải xanh 2 điểm. Trọng tài công nhận một lành ngã cho vận động viên Pháp Đại Xanh. Trọng tài công nhận lành ngã cho vận động viên góc phải xanh. Thank you.
trọng tài khiển trách và trừ một điểm của người đỏ về lỗi câu đầu lên gối trong quá trình thi đấu. Hết thi đấu thứ nhất. Các giám định chú ý công bố kết quả hiệp 1. Hiệp 1 giành thắng. Hết giờ thì sắp có biên rồi sàn đài. Hiệp 2 tiếp tục. Giám định 2 tắt đèn. Giám định 2 tắt đèn. Ai ra cái tưởng vú cái đầu tôi ngủ vô bài ơi. Lưỡi xe bát. Má. Dẫn túi đâu lắm á Vũ. Góc nghiêng thần thánh. Mày nó không có một tấm thì nghiêm túc luôn á con ơi. Trời ơi nha. Đỏ cái con này cũng lầm. Cái quần khổng lồ không kém gì vậy. Sắc thì cao. Em giữ ông Quân Thi Văn kìa mọi người. Thank you.
Hết hiệp thi đấu thứ hai. Xanh nó ăn đá không à? Nhức đầu. Thầy nó phản tốt quá. Mang chắc 6 có biết giáp gài. Giáp Vinh 1 10 điểm. Các giáp Vinh chú ý công bố kết quả hiệp 2. Hiệp 2 Thanh thắng, toàn trận Thanh thắng. Kết quả trận đấu, vận động viên Ngô Đức Mạnh, đơn vị Công an Nhân dân góp lại xanh thắng cuộc, đạt huy chương vàng hạng cân 70 kg của nam.